Đây nhá, Đây anh. anh đang đi gặt à? Đâu anh vào ngoại chơi. Đây anh nhá, đây em quay video cho anh này. Đây này, đầu tiên xe của anh là chơi khung chỗ sườn như này. Bãi ngoài kia, sau nó phục dựng lên mới như này. Anh nhìn thấy chưa? Đó, đó. Xe đây, khi thành phẩm đây. Mới đúng như này luôn nhá. Con này là con xe biển 26 à 29 6 2665 của bố cầu thủ Văn Trường đây này. Bố cầu thủ bóng đá Văn Trường nổi tiếng đây này. Đấy. Vâng. Đấy nhá. Bây giờ này nhá. Anh Tuấn đúng không ạ? Em chốt cho anh Tuấn một chiếc xe win huyền thoại 100. Biển nào cũng được, được chưa? Em sẽ phục dựng lên cho anh. Quan trọng an ninh chuẩn chỉ. Là với giá chọn gói 26 triệu bản trải nghiệm anh nhá. Thì em hỏi anh là từ từ đấy xong cái đấy rồi. Thì anh chưa hiểu nó nhiều thì em hỏi anh có thể thêm được bình trước à bình xăng thủ trước và yên không? Ví dụ anh chỉ cần thêm được cái bình xăng này thì cái xe nó vuông hơn. Cái thủ trước thì nó sẽ êm ái hơn và cái yên thì sẽ khôn xe hơn. Thì cái xe nó lên tầm khoảng ví dụ bình xăng 3 triệu, thủ trước 3 triệu, yên 1 triệu rưỡi lên 1 triệu. Là vào 33 triệu. Còn nếu không được chỉ là 26 triệu thôi. Em phải nói qua trước như thế. Không, ý của anh là như thế này, anh muốn là bây giờ là anh cứ làm bằng đấy đã. Rồi. Vài hôm nữa là chú đang làm nên có thể điện cho chú. Đấy. Đúng rồi. Là có thể thay đổi theo kiểu anh. Đã hiểu. Thế thì đấy nhá, em cứ tạm thời chốt 26 triệu. Trong quá trình anh cứ tính toán tiền nong, mình vào cái gì thì mình tính tiền cái đấy. Ví dụ bình xăng 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu. Đấy, một chiếc 3 triệu, 5 triệu, ví dụ yên 1 triệu, triệu rưỡi, 2 triệu. Đấy, ví dụ thế bác nhá. Đấy, đây là ví dụ để bác hiểu thôi, chứ không phải là em ép hay là đây chỉ tư vấn thôi. Đấy, chốt kèo, bây giờ em gửi số tài khoản, bác cọc cho em là 5 triệu. Còn số tiền còn lại, em nếu bác cần em trả vào tận nhà bác, vì Cao Phong nó gần thôi. Bác đi thử, kiểm tra, ok, bác mới trả tiền. Ok chưa? Ok bác nhá. Mạng yếu, ok. Ok, chốt kèo nhá. Mạng yếu, phải em ạ. Ok nhá.